cổ và cửa đình chùa Sa Lưới. Bốn đối tượng đóng giả như các đại gia, chúng thuê ô tô rồi rảnh quanh các ngôi đình chùa ở quận, huyện vùng ven, rồi đột nhập lấy trộm cổ vật hàng trăm năm tuổi. Ngày 10 tháng 11, trao đổi với phóng viên, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ bốn đối tượng: Đoàn Vương Anh, Trần Công Đạo 35 tuổi, Trần Đăng Khánh và Nguyễn Minh Hiếu cùng 26 tuổi, cả bốn cùng trú trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng nói trên rủ nhau kiếm tiền bằng cách tiếp cận các di tích như đền, chùa để lấy trộm cổ vật. Cả bọn đồng ý và thuê chiếc ô tô để làm ăn cho ra vẻ đại gia. Rạng sáng ngày 7 tháng 11, tứ đại gia lái ô tô rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì tiếp cận đền Xuân Hiệp, di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức. Tại đây, chúng phân công người cảnh giới bên ngoài, những tên còn lại đột nhập các ổ khóa cửa đình, lấy hai bình bông, một lư hương bằng đồng có niên đại hàng trăm năm, được Sở Văn hóa Thể thao và thành phố Hồ Chí Minh công nhận là cổ vật văn hóa cấp quốc gia. Sau khi lấy trộm cổ vật nói trên, cả bọn đem bán cho một đối tượng tên Phan Thanh Phong ngụ ở quận 8, lấy số tiền hơn 10 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Vào cuộc điều tra cũng như thu thập hình ảnh từ camera an ninh tại khu vực, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp nói trên. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn làm rõ, trong tháng 10 vừa qua, nhóm đối tượng này còn gây ra 3 vụ trộm cổ vật ở khu di tích Đền Chùa trên địa bàn quận 1, quận 8 và huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an đã thu hồi đầy đủ tang vật, bàn giao lại cho các cơ sở tôn giáo, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan. Không chỉ dừng lại ở một chiếc chén sinh hoạt hàng ngày của người dân phố Hội, mà trên hết, chén tám phần hay chén khổng tử còn là một món cổ vật quý giá của dòng họ Lê. Tại nhà cổ Tấn Ký, ngụ số 101 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An, là một minh chứng điển hình cho sự uy thâm và triết lý nhân sinh sâu sắc của người xưa. Lạ lùng chén tám phần. Khi du khách đến thăm nhà cổ Tân Ký, ngoài lối kiến trúc cổ kính độc đáo được lưu giữ gần như trọn vẹn suốt hơn 200 năm, điều làm nhiều du khách trầm trồ không dứt chính là bộ sưu tập chén, bát, đĩa, bình cổ lên tới hàng trăm chiếc được gia đình nhà họ Lê, chủ nhà Tân Ký trưng bày giới thiệu. Giữa hàng trăm món cổ vật quý giá, chiếc chén khổng tử nổi bật lên như một món bảo vật quý giá của dòng họ bao đời, nước men không quá đặc biệt, tuổi đời cũng không hẳn cao hơn những cổ vật khác. Sự độc đáo của chiếc chén cổ nằm ở công năng kỳ lạ chưa ai giải thích được, cũng như những bài học thâm trầm theo thời gian năm tháng của người xưa. Theo lời bà Tăng Xuân, dâu đời thứ 6 của tộc Lê, lưu giữ chén quý, món cổ vật quý của gia đình được cụ tổ sưu tầm được từ hơn 200 năm trước. Trước khi được một chuyên gia về đồ cổ của Nhật xác định niên đại và tìm hiểu lai lịch, chiếc chén nhỏ được gia đình gọi là chén tám phần hay chén không đầy, cái tên đơn giản nhưng bật lên được sự độc đáo là kỳ ẩn chứa đằng sau vật quý. Thoạt nhìn, chiếc chén cũng giống như những chiếc chén uống trà, uống rượu thông thường khác, chỉ lạ hơn chút xíu ở bức tượng hình ông tiên nhô lên giữa lòng chén. Ngay dưới chân ông tiên là một lỗ thoát nước nhỏ thông với đáy chén phía ngoài, đây cũng là nơi cất giấu những mấu chốt của bí mật, là nguồn gốc cho những điều thêu dệt kỳ bí về những bí mật ẩn giấu đằng sau chiếc chén cổ của người xưa. Vừa từ từ rót nước vào chén, bà Xuân vừa giải thích chén có tên là chén tám phần bởi nó chỉ chấp nhận 8 phần nước, rót nhiều hơn chút xíu là nó đổ đi ngay. Mực nước lên đến 8 phần, ngập đến cổ ông tiên, bà dừng lại, nước vẫn được giữ trong chén bình thường. Nhưng khi bà Xuân vừa nghiêng tay châm thêm chút xíu, như có phép lạ, nước trong chén hồ ạt chảy ra ngoài qua cái lỗ nhỏ dưới chân bức tượng, thoáng chốc cái chén đã rỗng không. Giải mã lời dạy thâm sâu của cao nhân. Theo những lời giới thiệu của gia đình họ Lê với du khách xa gần, chiếc chén quý của gia đình có nguồn gốc từ Trung Hoa, do cụ tổ mua từ những thương nhân bên đó sang buôn bán. Đây là món đồ gắn liền với vị triết gia nổi tiếng Khổng Tử. Tương truyền, trong một lần đi sa mạc, Khổng Tử vừa đói vừa khát, tưởng chừng sắp chết. May mắn thay, ông gặp một ông lão và được dẫn tới một ao nước, cho một cái chén để múc nước uống. Đường lúc khát khô, Khổng Tử xuống múc một chén nước đầy, nhưng vừa đưa lên miệng thì nước chảy sạch đi không còn một giọt nào. Sau vài lần như thế, ông hiểu ra rằng muốn uống được nước thì chỉ cần múc lưng chừng.
Về sau, Khổng Tử hình thành nên thuyết Trung Dung, chủ trương con người phải biết kiềm chế hành vi, giữ mình ở trạng thái trung hòa, không thái quá. Nội dung thuyết này khá khó hiểu với người đời, nên các môn đệ của ông đã làm ra chiếc chén không đầy như trên để người đời dễ hiểu và làm theo. Giữ mình vừa phải tránh ra vào những suy nghĩ thái quá, cực đoan mà dẫn tới những điều không hay, những hành động không đúng mực là bài học thâm trầm được người xưa khéo gợi gắm trong chiếc chén cổ. Có ích vừa phải thì đủ để tận hưởng, nhưng tham lam quá thì lắm khi lại trở về con số 0 như dòng nước trôi tuột đi không cảm xúc. Theo một chuyên gia Nhật Bản được đánh giá họ Lê nhờ xác định niên đại, chiếc chén Khổng Tử có từ 550 đến 600 năm về trước. Như vậy là từ ngày thời gian, những bài học uyên thâm đó lặng lẽ đi cùng năm tháng, trải qua bao luân lạc thăng trầm cùng chiếc chén rồi đến tay và nằm yên vị trong những món đồ gia bảo của một tộc họ lâu đời bên bến sông Hoài. Cũng theo ông Lê Dũng, chủ nhân đời thứ 6 của nhà Tân Ký, nhiều chuyên gia nghiên cứu đồ cổ khi đến đây đều khẳng định đây là chén Khổng Tử có niên đại cổ nhất Việt Nam hiện nay. Còn nhiều món đồ quý thất lạc. Bên cạnh chén Khổng Tử tại nhà cổ Tân Ký còn có một chiếc tô và bình hoa bằng ngọc. Chiếc tô ngọc mỗi khi rót nước vào thì nước trong tô nổi sóng lăn tăn không dứt, thậm chí có lúc cuộn như sóng biển, nhưng rất tiếc món đồ này đã bị thất lạc trong chiến tranh. Với những chiếc bình ngọc khi cắm vào thì hoa có thể tươi lâu cả 10 ngày nửa tháng như vừa được hái. Một thời gian sau thì cũng bị mất tích và lưu lạc, ông Lê Dũng, chủ nhân đời thứ 6 của nhà Tân Ký còn cho biết thêm. Xứ sở ngàn cao, ăn cơm dưới đất làm việc trên trời mang lại tiền tỷ. Từ lâu huyện vùng cao Sơn Tây, Quảng Ngãi, nổi tiếng với tên gọi là xứ sở ngàn cao, mang lại thu nhập cao, cuộc sống ổn định cho người dân. Dương cao bạt ngàn ở xã Sơn Long, huyện vùng cao Sơn Tây. Đây là loại cây trồng truyền thống, đồng bào dân tộc Ca Dong, nơi đây trồng cao để hái trái ăn trầu, tạo cảnh quan đẹp cho vườn đồi. Nhiều năm gần đây, giá cao tăng mạnh, trở thành thị trường hàng hóa, mang lại thu nhập cao cho người dân. Bản làng xã Sơn Liên, huyện miền núi Sơn Tây. Ông Phan Huỳnh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Liên, cho biết, việc trồng và chăm sóc không khó. Như các loại cây trồng mới, loại cây này không kén đất, ít bị sâu bệnh, ít tốn công chăm sóc, đầu tư một lần cho thu hoạch. Trong thời gian dài 20 năm, lại cho hiệu quả kinh tế cao hơn cây keo, nên người dân thích trồng hơn các loại cây khác. Ông Sơn nói, cây cao bạc ngàn trên các sườn đồi, xen lẫn ruộng lúa bậc thang, ở xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây. Ông Đỗ Thanh Vượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, xã Sơn Long cho biết, hàng năm vụ cao kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. Sau khi xuống giống, cây cao đến 6 năm tuổi thì bắt đầu cho thu hoạch. Toàn xã hiện có 50 hectare, đang trong giai đoạn cho thu hoạch, trung bình mỗi hectare cao. Người dân nơi đây bán thu lãi từ 100 đến 200 triệu đồng. Vụ cao năm nay có thời điểm giá tăng vọt đến 30.000 đồng kg. Nên nhiều hộ dân trúng đậm từ 200 đến 300 triệu đồng. Cá biệt như gia đình ông Đinh Văn Ghen, thôn Gia Manh, xã Sơn Long. Bán cao thu về hơn 500 triệu đồng, ông vừa nói. Ông Phạm Hồng Khuyến, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn. Huyện Sơn Tây cho hay, địa phương đang lập dự án, vùng chuyên canh cây cao, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế nạn xâm lấn. Khai thác rừng trái phép. 3 năm trước, ông Đinh Văn Hành, ngụ xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây cho hay, mỗi năm bán cao có doanh thu khoảng 60 triệu đồng. Những năm gần đây, giá cả tăng vọt, trung bình mỗi năm, gia đình ông thu về hơn 300 triệu đồng. Nhờ trồng cao trên vườn đồi. Theo người dân địa phương, so sánh với trồng keo, sau 5 năm mới cho thu hoạch một lần. Sau khi trừ chi phí đầu tư, dân làng thu hoạch mỗi hecta keo, nhiều nhất cũng chỉ được 30 triệu đồng. Trồng cao tuy giá cả thiếu ổn định, nhưng giá mỗi ký cao, hơn 10.000 đồng trở lên, là người dân đã có thu nhập, gấp từ 5 đến 10 lần, so với trồng keo. Sau khi thu mua trái tươi về, người dân tập trung phân loại, trước khi đưa vào lò luộc, hấp sơ chế. Xe tải thu gom cao từ các bản làng, huyện vùng cao Sơn Tây, đưa về lò hấp sơ chế. Theo các thương lái, Trung Quốc có nhu cầu, tiêu thụ cao của Việt Nam rất lớn. Để sản xuất kẹo, bán đi các nước có khí hậu lạnh. Thống kê sơ bộ của huyện Sơn Tây, địa phương này có 1.100 hectare đạt sản lượng. 20.000 tấn cao trái. Nếu thu hoạch hợp lý, đúng độ tuổi, với giá dao động từ 18.000 đồng đến 25.000 đồng. Mỗi kg như hiện nay,
thì người dân địa phương có thể thu về hàng chục tỷ đồng từ loại cây này. Cao sau khi được sấy khô, người dân phân loại, đóng gói để xuất khẩu sang Trung Quốc. Hiện huyện Sơn Tây đã kêu gọi một doanh nghiệp lớn tại Quảng Ngãi liên kết sản xuất và tiêu thụ cao cho địa phương. Doanh nghiệp này đầu tư nhà kho và cơ sở sơ chế biến, làm cầu nối, hỗ trợ xuất khẩu cao. Hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định cho người dân Sơn Tây. Địa phương xác định cây cao trở thành loại cây trồng chủ lực. Từng bước hỗ trợ người dân, các chính sách hỗ trợ đầu tư, tìm kiếm phát triển thị trường. Huyện vùng cao Sơn Tây hướng đến mục tiêu hình thành vùng chuyên canh, có sản lượng hàng hóa lớn, xác lập thương hiệu cho loại cây này. Từ nay đến năm 2025, địa phương này đặt mục tiêu hình thành vùng chuyên canh cây cao, tập trung khoảng 2.000 hectare.